Còn đây là mẫu game mới về hôm qua nha. Cái này cũng còn ít size lắm nha cả nhà. Còn XL và 2X hay sao đó. Để mình xem lại. Và chỉ có màu da, L và 2X. Chỉ có màu da thôi nha. Quần này cũng rất là đẹp. Cạp vừa nha mọi người. Khi mọi người mặc chiếc quần này thì nó ở dưới trên ngực một xíu ạ. Và đây là quần ép cho nên cũng nó giống như dạng su á, nhưng mà bằng thun. Nó sẽ không có bị ngấn quần ha. Đẹp lắm ạ. Mình cho mọi người thấy chất vải. Mình còn size L và 2X nha. Bạn nào muốn mua quần này thì inbox cho mình. Mã của chiếc quần này là 6895. Giá 140 nha. Giá 140, đẹp lắm ha cả nhà. Quần rất là mềm mại và mặc không bị ngắn ha. Còn màu da thôi nha. Theo mẫu quần này cũng có nhiều size, màu da, mã là 9918. Đây, đây là quần lưng vừa nha, sẽ qua rốn một tí xíu nha mọi người, không có lên tới chân ngực. Và đây là chất thun, co giãn cũng rất là đẹp. Và quần có lỗ thông hơi nha, mặc rất là thoải mái. Đó, mình sẽ cho mọi người xem cái lỗ thông hơi trên quần, mặc thoải mái lắm. Quần nó còn có sữa, mặc cực kỳ thoải mái ha, không có bị nóng. Và chiếc quần này giá mềm 95k một quần. Bạn nào muốn mua cũng inbox cho mình ha. Có nhiều size cho các bạn lựa chọn. Và mẫu quần này chỉ có màu da thôi. Shop nhiều mẫu lắm. Các bạn muốn mua mẫu nào thì inbox cho mình nha. Nhiều mẫu và có nhiều size luôn. Đây là những cái mẫu cao cấp, tầm 200 mấy trở lên một cái nha. Nhưng mà tiền nào của đó là mọi người. Rất là đẹp. Mình cho cả nhà xem thử mẫu này. Đẹp không? Mẫu này hàng của Đài Loan nha. Có rãnh nâng mông, rất là đẹp luôn. Và quần mặc sẽ không có bị ngấn đùi. Đây là quần vừa ha. Qua rốn một tí xíu, mặc rất là thoải mái. Nếu mọi người muốn ôm bụng dưới thôi thì chúng ta sẽ mua chiếc quần này để mặc. Và đây là hàng cao cấp cho nên giá nó cũng cao luôn ha. Tiền nào của nấy nha cả nhà ơi. Những cái chiếc quần mà cao cấp thì nó sẽ không có bị bể form khi mọi người mặc á. Giặt thì nó không có bị giãn. Mình còn size L và XL nha. Và còn màu da thôi. Có mẫu này cũng rất là đẹp. Và quần này thì chúng ta mặc sẽ tới chân ngực nha. Mình còn lẻ size này là size L và cũng không bị ngấn đùi nha. Form đẹp lắm, quần này của Đài Loan. Và giá của em này cũng trên 200 nha. Mọi người muốn mua quần cao cấp thì inbox cho Thủy. Và khi mua quần cao cấp thì nhớ nói ha, để mình giới thiệu với các bạn các mẫu quần cao cấp.